dàn sao dự tiệc cầu hôn của Thanh Đoàn, Hà Trí Quang. Quốc Trường, Lâm Khánh Chi cùng nhiều nghệ sĩ đến dự tiệc sinh nhật kết hợp tiệc cầu hôn do Thanh Đoàn tổ chức cho Hà Trí Quang, hôm 8 tháng 7. Quốc Trường thay mặt dàn khách mời lên sân khấu chúc mừng Hà Trí Quang sang tuổi 38. Anh cũng bày tỏ cảm xúc về tình yêu của diễn viên và bạn đời, Thanh Đoàn. Trước đó, Quốc Trường cùng nhóm bạn hỗ trợ Thanh Đoàn chuẩn bị bữa tiệc để tạo bất ngờ cho Hà Trí Quang. Nam diễn viên có tình bạn thân thiết với gia đình Thanh Đoàn, Hà Trí nên đồng hành họ trong nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là đám hỏi ở Đồng Tháp hồi tháng 10 năm 2023. Tại sự kiện, Quốc Trường gặp gỡ Lâm Khánh Chi, cùng cô gửi lời chúc hạnh phúc và gắn bó đến hai người bạn. Vợ chồng diễn viên Kali, Thanh Duy cũng có mặt. Kali bụng bầu lớn vẫn được khen tươi tắn, xinh đẹp. Cô phối đồ đồng điệu với chồng và chuẩn dress code của bữa tiệc. Thanh Duy nói gia đình anh đã sẵn sàng chờ đón bé rồng dự kiến ra đời vào tháng 7. Giai đoạn này, vợ anh vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn nên cả hai tranh thủ đi đó đây cùng nhau. Hà Trí Quang, Thanh Đoàn mời rượu công chúa Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi trông điệu đà với váy ren, tóc uốn xoăn cài nơ. Diễn viên Tú Vi, Thanh Hiền chung bàn tiệc. Từng đóng chung cổng gặp mời, hai diễn viên Tú Vi, Kali kết bạn từ thuở đôi mươi. Bây giờ, Tú Vi đã là mẹ của một bé gái gần 6 tuổi còn Kali sắp chào đón con đầu lòng. Sau chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, diễn viên Tú Vi chăm xuất hiện trước công chúng. Cô được khen ngày càng trẻ đẹp, cuốn hút. Hồ Bích Trâm vác bụng bầu 7 tháng cùng ông xã đến chung vui. Cô là một trong số những người bạn thân thiết, gắn bó với Hà Trí Quang, Thanh Đoàn từ ngày đầu họ đến với nhau. Tiệc tối còn có diễn viên Phương Dung, MC Lưu Hà Trinh góp mặt. Nhóm nghệ sĩ hào hứng tận hưởng bữa tối sang trọng. Ấm cúng mà Thanh Đoàn và người thân dành nhiều tâm huyết chuẩn bị. Hà Trí Quang vỡ òa hạnh phúc khi kỷ niệm tuổi mới bên mọi người. Sắp tới, anh và bạn đời sẽ tổ chức đám cưới tại 3 địa điểm, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Phú Quốc. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.